Cho mình bạn hỏi bạn Phan Thị Phan ạ. Số điện thoại 5050 ạ. Vâng, xin chào. Cho mình hỏi bạn Nguyệt Vương ạ. Số 991 ạ. Vâng. Cho mình hỏi bạn Lan Anh ạ. Số 6088 ạ. Có gì ạ? Vâng. Cho mình hỏi bạn Hà Đức. Số 444 ạ. Vâng. Cho mình hỏi bạn Lê Huy ạ, số 330 ạ. Vâng. Cho mình hỏi bạn Đỗ Ngân ạ, 397 ạ. Bạn Đỗ Ngân 397 ạ. Cho mình hỏi bạn Lệ Nga, số 331 ạ. Bạn Lệ Nga, số 331 ạ. Được rồi. Cho mình hỏi bạn Linh Giao hay gọi Trường Anh số 3500. À, cho mình hỏi bạn làm ngành gì luôn? Thời trang à? Để mình ghi vào tí nữa mình có case study liên quan ấy thì mình sẽ sâu cho anh em cho dễ hiểu. Cho mình hỏi bạn Linh ạ, số 316 ạ. Vâng. Mình làm ngành gì bạn? Mỹ phẩm, ok. Cho mình hỏi bạn Lệ Đặng số 464. Mình làm ngành gì ạ? Dạ. Phụ kiện điện thoại với gia dụng đúng không ạ? Phụ kiện và gia dụng. Cho mình hỏi bạn Quân số 111 ạ. Ừ, cho mình hỏi bạn Quân số 111 ạ. Chưa có đâu ạ. Cho mình hỏi bạn Kim Tuyền 667. Xin chào nhà mình. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chương trình tên là Quảng cáo sáng tạo. Thì mình tên là Nguyễn Dẫn Kỷ. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái quảng cáo sáng tạo này. Vì sao chúng ta sẽ gọi tên chương trình gọi là Quảng cáo sáng tạo? Vì bình thường ra thì chúng ta sẽ học là về quảng cáo. Chúng ta thường nghĩ rằng là để bán được hàng, chúng ta sẽ cần quảng cáo. Thực chất ra thì để bán được hàng thì chúng ta sẽ còn gọi là quảng bá sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ của mình. Trong cái quá trình gọi là quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình thì nó bao gồm là truyền thông, marketing. Và trong cái phần marketing thì nó có phần quảng cáo. Cho nên là rất là nhiều người ta nghĩ rằng là để bán cái sản phẩm là phải cần quảng cáo. Thì từ cái suy nghĩ này nó dẫn đến việc là mọi người khi mà bán được hàng mọi người sẽ quảng cáo. Thì nhiều người sẽ có một cái suy nghĩ nhầm lẫn đấy là để gia tăng doanh số thì chúng ta sẽ cần gia tăng ngân sách quảng cáo. Bởi vì ví dụ như các bạn quảng cáo 1 triệu thì các bạn sẽ bán được 3 triệu. Thế thì khi mà các bạn muốn bán lên doanh thu khoảng 6 triệu thì các bạn sẽ nghĩ rằng là vậy mình cần phải quảng cáo 2 triệu. Thực tế cho thấy thì là chúng ta khi mà tăng ngân sách lên thì là không tương đương với việc là gia tăng doanh thu. Thậm chí là ngân sách tăng càng cao thì lợi nhuận càng mỏng. Chúng ta chạy quảng cáo 2 triệu, chúng ta sẽ bán được 10 triệu. Chúng ta chạy quảng cáo 10 triệu, có khi doanh thu nó vẫn là 10 triệu. Vì sao có điều này? Đó là bởi vì chúng ta không tính được rằng là chúng ta đang bị hao hụt ngân sách ở những đâu. Chúng ta sẽ bị hao hụt ngân sách ở những điểm như sau. Cái thứ nhất, đó là khi các bạn quảng cáo thì nền tảng nó sẽ gia tăng tỷ lệ lọc. Có nghĩa là các bạn gia tăng tiền quảng cáo tương đương với gia tăng số lần hiển thị chứ không tương đương với việc là gia tăng số người tiếp cận được. Các bạn có thể kiểm tra ở trong phần này. Các bạn vào trong cái fanpage các bạn.
và các bạn kiểm tra trong phần này. Các bạn sẽ nhìn như thế này nhé, nó có phần tóm tắt trang này. Và các bạn nhìn thấy là gì? Số người mà bài viết tiếp cận trong vòng 7 ngày nó là 65.000. Đúng không các bạn? Các bạn đã bao giờ kiểm tra phần này chưa? Nhưng mà các bạn nhìn nhé, số người tiếp cận trong vòng 28 ngày thì nó là 230.000. Nhưng mình chỉ đếm cho các bạn nhé, những cái ngày cao nhất nhé, những ngày cao nhất của nó là các bạn sẽ có bao nhiêu ạ? 30.000. 30.000 một ngày ấy. Ở đây cũng khoảng 30.000 một ngày. Như vậy nếu mà mỗi một ngày là 30.000, 30.000 người ấy, thì trung bình một tháng nó phải là khoảng độ 900.000 người, đúng không? Đúng các bạn? Ok, em mới tắt anh cái đèn lên trên. Đây này các bạn nhìn này, trung bình một ngày nó sẽ có khoảng 30.000 người tiếp cận, đúng không các bạn? Các bạn nhìn rõ là 30.000 người tiếp cận không? Nó bao gồm là số người tiếp cận tự nhiên và số người tiếp cận quảng cáo đấy. Ví dụ như 30.000 người một ngày, như vậy một tháng là 30 ngày, thì đáng ra chúng ta cần phải là tiếp cận được 900.000 người, đúng không? Đúng không nhỉ? Nhưng mà thực tế nó chỉ tiếp cận cho chúng ta là 230.000 người thôi. Điều đấy có nghĩa là có rất là nhiều người chúng ta không thể tiếp cận được. Điều đó có nghĩa là có rất là nhiều người ngày nào cũng nhìn thấy quảng cáo của mình. Và các bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu hôm nào các bạn cũng nhìn thấy một cái quảng cáo của một người mà nội dung nó cứ lặp đi lặp lại, nó không có gì mới lạ cả, chúng ta có ghét người đấy không? Và điều đó dẫn đến việc là các bạn càng quảng cáo nhiều, các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ càng tiếp cận được nhiều người và gia tăng doanh thu. Thực chất ra các bạn đều đang khiến người ta ghét mình mà mình không biết. Đến một thời điểm nhất định, các bạn sẽ nhận ra rằng tại sao mỗi một ngày chúng ta bán được 100 đơn hàng hay là 1.000 đơn hàng, đột nhiên một ngày đẹp trời chúng ta không bán được đơn hàng nào cả. Và chúng ta không hiểu lý do vì sao. Anh ơi, sao mỗi ngày em đang bán 100 đơn, tự nhiên ngày đẹp trời em không bán đơn nào nữa? Và khi chúng ta không hiểu lý do ấy, chúng ta sẽ đổ lỗi cho rất là nhiều thứ. Chúng ta đổ lỗi cho là sản phẩm này nát rồi. Chúng ta đổ lỗi cho rằng là đối thủ đang làm tốt hơn mình. Chúng ta đổ lỗi cho là đội sale làm quá kém. Chúng ta đổ lỗi cho là cái đội quảng cáo làm quá kém. Thực chất ra là chúng ta đang sai từ tiến lượng. Hình dung các bạn. Khi các bạn làm bất cứ điều gì, chiến lược là việc quan trọng nhất. Trong khâu chiến lược của chúng ta, đó là những cái thứ rất là chung chung. Rất là chung chung. Thì thế nào gọi là chiến lược? Các bạn cần tính một cái bài toán về lâu về dài. Trong khâu chiến lược ấy, thì các bạn cần phải tính như sau. Ví dụ, mình xin phép mình sẽ làm cho các bạn một cái mind map như thế này, để các bạn dễ hiểu hơn. Để bán được hàng, các bạn sẽ cần bắt đầu từ chiến lược. Sau đó các bạn sẽ đến phần chiến thuật. Sau chiến thuật,
Các bạn sẽ đến một phần gọi là kỹ thuật. Sau kỹ thuật nó sẽ đến một phần là thủ thuật. Để ra răng thanh tu ấy, các bạn sẽ nghe thấy là có rất là nhiều cách. Tóm lại một cái cách nào đấy khi các bạn nghe được, các bạn cần quy phạm nó là đây là chủ đề chiến lược, hay đây là chủ đề chiến thuật, hay đây là chủ đề kỹ thuật, hay đây là chủ đề thủ thuật. Bởi vì khi mà các bạn nghe một ai đó kiếm được tiền kể cho bạn nghe mấy cái câu chuyện thành công của họ, thì rất có thể cái thế mạnh của họ không phải thế mạnh của mình. Thế nào gọi là thủ thuật? Các bạn đã nghe câu chạy quảng cáo chỉ mất tiền điện chưa? Có rất là nhiều người chạy quảng cáo chỉ mất tiền điện thôi. Như vậy, họ có cần quan tâm đến cái việc là làm một cái nội dung quảng cáo hay không? Không cần. Họ chỉ quan tâm là bạn làm nội dung nào, họ copy y xì cái nội dung của bạn. Sau đó họ chạy viết đè bạn. Nhưng mà bạn chạy quảng cáo mất tiền, họ chạy quảng cáo không mất tiền. Như vậy thì bạn cạnh tranh người ta kiểu gì? Và bạn rất có thể là bạn sẽ thua. Nên nên Đúng chưa nhỉ? Khi các bạn thua, các bạn cay cú và các bạn cũng tìm cách là chạy quảng cáo chỉ mất tiền điện. Thế thì các bạn đầu đi mua tút, đi mua chích. yeah. Nhưng mà tút chích nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Khi tút nó fix, có nghĩa là bạn không thể nào chạy quảng cáo chỉ mất tiền điện nữa. Và bạn sẽ sa vào trong tình trạng là bỏ tiền ra mua nguyên liệu. Bạn sa trong tình trạng là khi bạn bắt đầu làm gian dối thì nhân viên của các bạn có gian dối theo các bạn không? Và khi nhân viên các bạn gian dối theo các bạn mà họ học được cái tút cái trích rồi thì chỉ 3 ngày là họ nghỉ. Và bạn phát sinh thêm một cái vấn đề, đó là nhân sự nội bộ các bạn bị lủng củng. Và có rất là nhiều người đang kinh doanh ngon sập tiệm chỉ vì lý do là nhân viên không hiểu tại sao người ta nghỉ hết. Vì các bạn không đóng gói được cái bí mật kinh doanh. Khi mà chúng ta triển khai bán hàng á, một trong những cái điều quan trọng đó là các bạn cần phải đóng gói được bí mật kinh doanh của các bạn. Các bạn đóng gói bí mật kinh doanh của mình để làm gì? Để tạo rào cản cho đối thủ, thậm chí là tạo rào cản cho chính nhân viên trong công ty của các bạn, để họ không thể sao chép được cái bí mật kinh doanh của các bạn. Hình dung ạ? Thế nào gọi là sao chép bí mật kinh doanh? Ví dụ như về chiến lược. Ví dụ như là về chiến lược thì các bạn có cái chiến lược đầu tiên, đó là chiến lược về nguồn hàng, sản phẩm. Nguồn hàng sản phẩm, nếu như mà các bạn để lộ cho nhân sự mình biết, nhân sự các bạn có đi nhập hàng các bạn không? Có không nhỉ? Có. Đây là một trong những cái nỗi đau mà mình là người trực tiếp trải qua. Đó là gì ạ? Mình làm ăn 3 năm trời, mình bán hàng rất là tốt, bán hàng rất là ngon. Và một ngày đẹp trời, cái thằng shipper giao hàng đến công ty mình ấy, nó giao đến trong kho thì nó gặp một con bé nhân viên mình đẹp quá và nó xin số con bé đấy. Cái con bé đấy thì nhìn thấy thằng này giao hàng đến thì nó cho số. Thế hai đứa hẹn nhau đi cà phê, thằng này thì muốn chén hơn kia. Mà con này thì chỉ hỏi này đúng một câu là anh giao hàng ở đâu đấy?
Anh giao hàng ở chỗ chị Hiên. Thế địa chỉ chị Hiên ở đâu? Ở chị Hiên bên Gia Lâm. Thế hôm nào em qua chỗ anh chơi nhé. Hay là bây giờ anh đèo em qua chỗ anh chơi đi. Gần gần đấy có nhà nghỉ nào không? Má lần kia nó tưởng ăn được con bé này đèo lên. Thế con bé này biết địa điểm nhập hàng. Nó hỏi: "Chị ơi, ở đây cái điện thoại chị bán bao tiền?" "Ở đây cái điện thoại chị 1,5 triệu." Trong đầu nó nghĩ: "Má thằng Kỷ nó bán 3,5 triệu điện thoại, ở đây nhập 1,5 triệu." Như vậy hóa ra bao lâu nay là mình làm giàu cho thằng Kỷ. Thằng Kỷ bóc lột mình. Thế là sau đấy nó nảy sinh cái suy nghĩ là anh Kỷ một lần nhập hàng bao nhiêu cái chị? 50 cái. Nếu em nhập lẻ khoảng 5 cái một thì chị để em giá bao nhiêu? 50 cái thì 1,5 triệu, 5 cái một thì 2 triệu. Thế là các bạn biết điều gì xảy ra không ạ? Con bé đấy nó vẫn là một nhân viên sale rất là chăm chỉ và tích cực của bên mình. Nhưng mà một ngày mình bán được 20 đơn, đột nhiên chỉ còn bán được có 15 đơn. 5 đơn kia con bé kia là bán hộ, nó thu tiền hộ luôn. Và mỗi ngày nó lấy mình có 5 đơn thôi à. Mà một đơn mình bán được 3,5 triệu đúng không? Thì bán người ta 3 triệu. Nó nhập 2 triệu. Như vậy mỗi ngày nó kiếm được 5 triệu. Và nó bảo mình rằng là em muốn là nhân viên của anh từ giờ hết đời. Em sẽ là nhân viên trung thành nhất của anh. Nếu như các bạn thấy rằng là các bạn đang trả lương thấp cho một ai đó mà người ta vẫn quyết định chăm chỉ đi làm với bạn tới hết đời thì có thể là đó là đối thủ ngay trong doanh nghiệp của các bạn. Bởi vậy, nguồn hàng, chiến lược về nguồn hàng, chiến lược về sản phẩm, đó là thứ mà các bạn cần giấu, không cho bất kỳ ai biết, kể cả là người thân nhất của mình. Anh ruột cũng không cho biết, em ruột cũng không cho biết. Bạn chỉ cần lộ cái bí mật kinh doanh này ra là ngay tức bạn sẽ có một đối thủ. Nào, bây giờ mình hỏi lại các bạn. Ai trong số các bạn đang để lộ nguồn hàng nhập? Giơ tay. Hãy trả lời một cách thành thật. Ai trong số các bạn đang để lộ nguồn hàng nhập với những người trong công ty của mình, dù là thân thiết đến mấy, dù là cái người bạn cho rằng là bạn đang tin tưởng? Giơ tay lên cao nào. Hãy nhìn quay lại nhìn nhau đi. Một nửa. Thấy không các bạn? Đó lý do các bạn sẽ bị thất bại trong tương lai. Thấy không nhỉ? Một, nguồn hàng. Hai là thương hiệu. Thương hiệu là gì? Thương hiệu là gì? Ai trong số các bạn đang nghĩ rằng là mình sẽ xây dựng một cái thương hiệu riêng tên mình? Giơ tay. Tất cả các bạn đúng không ạ? Ai trong số các bạn cho rằng cái thương hiệu của bạn dễ nhớ, dễ đi vào lòng người? Giơ tay. Ít hơn. Ai trong số các bạn nghĩ rằng là mình sẽ đặt tên một cái thương hiệu mang hơi hướng của cộng đồng? Giơ tay. Rất ít. Các bạn muốn đặt một cái tên, một cái thương hiệu riêng, và ngoài bạn ra làm khoái hoài trân trọng cái tên đấy. Hình dung không ạ? Các bạn hình dung như này nhé. Khi các bạn đặt tên cái thương hiệu, các bạn muốn đặt tên cái thương hiệu riêng, một cái tên hiệu, thương hiệu có ý nghĩa của các bạn, và ngoài các bạn ra chả ai hiểu được ý nghĩa gì cả. Như vậy với khán giả, nó là một cái tên cực kỳ xa lạ, cực kỳ khó hiểu, và bạn đang tạo rào cản với khán giả. Cái điều chúng ta cần làm đó là tạo rào cản với đối thủ, tạo rào cản với nhân viên. Nhưng mà thường chúng ta đang làm ngược lại, đó là chúng ta đang tạo rào cản đối với khán giả. Các bạn sẽ phát hiện ra như thế này: tại sao cái fanpage của mình là một cái nội dung rất là hay mà chẳng ai bấm chia sẻ cả?
Hoặc nếu người ta bấm chia sẻ, người ta sẽ để là gì ạ? Chia sẻ một mình tôi. Vì sao? Vì trong chúng ta không có bất cứ ai có nhu cầu làm lợi người khác cả. Chúng ta chỉ có một nhu cầu duy nhất là làm lợi cho chính mình thôi. Nếu các bạn bấm chia sẻ một bài viết nào đó, thì các bạn muốn chia sẻ bài viết đó để thể hiện rằng tôi là người thông minh, tôi là người có lòng bao dung, tôi là người thương người, phải không? Chứ các bạn không bao giờ bấm chia sẻ một bài viết để thể hiện rằng là tôi rất ngu và tôi vừa học được bài học cả. Phải không ạ? Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là càng những cái bài viết trong ngành marketing, ví dụ các bạn vào group tâm sự con sen chẳng hạn, đúng không? Một cái bài viết có thể có 1.000 lượt share. Sau đó các bạn bấm vào 1.000 lượt share đấy, các bạn xem có ai share công khai không? Không. Tại sao thế nhỉ? Vì những cái bài viết hay chúng ta sẽ để là một mình tôi. Nhưng mà những cái bài viết mà nó có hơi hướng cộng đồng, những cái bài viết mà nó có hơi hướng như kiểu là hãy share để thể hiện lòng từ bi, hãy share để thể hiện lòng bác ái, mình bấm share luôn. Vì sao? Mình muốn thể hiện mình là lòng từ bi, mình sẽ thể hiện mình là người bác ái, đúng không? Thế tại sao các bạn lại đặt một cái tên riêng mà các bạn không đặt một cái tên chung nhỉ? Hãy làm cả hai các bạn nhé. Khi các bạn triển khai thương hiệu ấy, các bạn cần thưởng hai một cái thương hiệu. Thứ nhất là dễ nhớ và có ý nghĩa. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm một cái tên riêng và khó nhớ. Các bạn hình dung như này, khi các bạn làm cái tên riêng và khó nhớ ấy, thì khi các bạn làm thành công, các bạn có biết là sẽ có một thằng đặt tên y hệt bạn không? Điều đấy có xảy ra không nhỉ? Điều đấy có xảy ra không các bạn? Có. Thế thì các bạn cố gắng đặt một cái tên riêng để làm gì cho nó khổ? Và ngay từ khâu các bạn đặt tên fanpage ấy, nó sẽ quyết định là các bạn sẽ chạy quảng cáo khó khăn hay vất vả. Hình dung các bạn có thấy có nhiều cái tên fanpage nó đặt nó rất là xàm xí, rồi sau đó nó đăng một cái bài viết rất là dở hơi nhưng mà nó cũng có 1.000 lượt share. Các bạn copy y hệt cái tên bài viết, cái nội dung của nó đăng về page của mình, không có ai bấm chia sẻ cả. Sự khác biệt đây là gì? Chỉ khác biệt nhau một thứ duy nhất, đó là cái tên fanpage mà thôi. Như vậy, khi các bạn triển khai, đã gọi là quảng cáo sáng tạo, hãy cố gắng test tạo nhiều tên fanpage vào. Có fanpage các bạn sẽ đặt ra với cái tên là chung chung. Sẽ có cái fanpage các bạn đặt ra với cái tên là riêng tư. Và hãy đăng nội dung lên cả hai fanpage. Các bạn sẽ phát hiện ra rằng cái fanpage mà các bạn đặt tên theo hướng chung chung á, nó sẽ hiệu quả gấp 10 lần cho đến 20 lần cái nội dung các bạn đặt tên riêng. Mình dung các bạn. Ví dụ như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy là bọn mình có rất là nhiều tên. Thơ nông sản. Nghe đã thấy đây là một cái fanpage về về nông sản đúng không các bạn? Và bởi vì người ta đặt tên là thơ nông sản, cho nên những cái người đang làm nông sản ấy, người ta sẽ nhìn là người ta biết biết luôn. Cho nên khi mà làm những cái nội dung về nông sản, mặc dù người ta làm không hay, nhưng mà có rất là nhiều người thích nông sản. Người ta có một cái tấm lòng gì ạ? Gì ạ? Muốn ủng hộ những người làm nông sản. Cho nên làm những cái nội dung mình nói thật các bạn chán với chưởng luôn. Thế này, 30.000 trên túi thạch đen xương sao. Nếu bán 19.000 một túi miễn ship, có bạn nào quan tâm không? 1.300 lượt like và 450 bình luận. Đây là nội dung hay không hay các bạn? Đây là nội dung hay không hay? Nhưng mà nó hiệu quả.
Có rất là nhiều người suy nghĩ rằng là khi mà làm không phải làm nội dung hay. Các bạn lưu ý cho mình một điều, nền tảng Facebook là nền tảng giải trí hay nền tảng Facebook làm cái nền tảng gia tăng tính kết nối giữa con người với con người, gia tăng tính kết nối giữa con người với con người. Chính vì vậy, xây dựng một nội dung phù hợp với một tệp đối tượng quan trọng hơn hay là xây dựng một cái nội dung hay bạn đọc bạn thấy sướng quan trọng hơn? Gia tăng tính phù hợp với tệp đối tượng chúng ta hướng tới, phải không ạ? Vậy thì chúng ta viết nội dung để phục vụ cho khán giả hay chúng ta viết nội dung để phục vụ cho chúng ta? Có rất là nhiều anh em vẫn đang viết những cái nội dung để phục vụ cho chúng ta. Khi các bạn tuyển một nhân sự marketing, các bạn sẽ để cho nhân sự marketing để viết bài, rồi sau đó các bạn bảo nhân sự marketing là bài này không hay. Thế nào gọi là bài này không hay? Có nghĩa là chị đọc không thấy sướng. Thế là nhân sự marketing sẽ viết cho bạn những cái bài để các bạn đọc xong các bạn thấy sướng. Và có mỗi bạn thấy sướng, khán giả chả thấy sướng như nào cả. Các bạn tin rằng những cái fanpage như thế trên đời vẫn còn rất nhiều không? Thử tua lại đi. Có bao nhiêu bài viết trên fanpage các bạn mà các bạn đọc thấy rất hay mà khán giả không tương tác nào? Nào, ai có những cái bài viết mà đọc lên thấy mình thấy rất hay mà khán giả không tương tác, giơ tay nào. Như vậy, nội dung bài viết trên fanpage là để phục vụ khán giả. Có nghĩa là khi nào chúng ta thấy bài viết đấy không hay mà khán giả tương tác nhiều thì đó mới là thành công. Hình dung các bạn. Nên khi các bạn đọc một cái nội dung mà thấy nó không hay, kệ nó. Mình viết khán giả mà, chứ đâu phải mình viết cho mình đâu. Thì khi các bạn triển khai về thương hiệu á, thì lưu ý cho mình cái đó là nội dung dễ nhớ và có ý nghĩa với tệp khán giả. Thế nào gọi là một tệp khán giả? Các bạn biết hình dung thế nào gọi là một tệp khán giả không ạ? Một tệp khán giả là một tệp có những người có những cái như sau. Cái thứ nhất đó là sở thích. Giống nhau. Cái thứ hai đó là những người có hành vi hay còn gọi là thói quen đấy. Giống nhau. Cái thứ ba là những người có nhân khẩu học. Nhân khẩu học giống nhau. Thì một tệp là một tập hợp những người có sở thích, hành vi và nhân khẩu học giống nhau. Cái này nó gọi là chân dung khách hàng. Hình dung các bạn. Thì các bạn hãy thử nghĩ xem sản phẩm của các bạn sẽ phục vụ cho một chân dung khách hàng hay là nhiều chân dung khách hàng? Một hay nhiều chân dung khách hàng? Ai nghĩ là một, giơ tay. Ai nghĩ là nhiều, giơ tay. Những người mà nghĩ là nhiều là những người sẽ khó khăn trong thời gian đầu khi xây dựng nội dung. Những người nghĩ là một là những người dễ dàng khi bắt đầu xây dựng nội dung. Và dễ trước thì khó sau, khó trước thì dễ sau. Hình dung các bạn, nó tạo thành cái nghịch lý. Có rất nhiều khách hàng của mình khi mình nói chuyện ấy sẽ nói với mình câu khách hàng của chị độ tuổi từ 25 đến 35. Ok, chị bảo độ tuổi 25 đến 35 thì em nghe chị đúng không? Như vậy là chị sẽ nói là mày target cho chị là độ tuổi 25 đến 35. Chị bảo em thì em làm theo ý chị thôi. Đúng chưa? Thế mấy cô 18 đến 25 là những cô không mua à? Ừ, bọn đấy làm gì có tiền. Bọn nó không tiền, người yêu nó có tiền không? Người yêu nó có tiền không?